Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Và tôi là Phương Thúy. Ngay sau đây xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Thổ Nhĩ Kỳ vừa thử nghiệm thành công máy bay không người lái UAV Bayraktar TB3 được thiết kế chuyên hoạt động cùng tàu sân bay. Video được công bố vào ngày 20 tháng 11 cho thấy vũ khí chiến đấu hiện đại này đã cất cánh và hạ cánh từ tàu tấn công đổ bộ TCG Anadolu. Việc thử nghiệm thành công đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định khả năng tự sản xuất và triển khai máy bay không người lái tiên tiến của quốc gia này. Trong chuyến thăm Gaza ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố lực lượng Hamas sẽ không còn điều hành Gaza sau cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định Israel đã phá hủy khả năng quân sự của Hamas, đồng thời nhấn mạnh cam kết sẽ tìm kiếm 101 con tin còn lại được cho là vẫn đang ở Gaza. Tel Aviv sẵn sàng trả 5 triệu đô la Mỹ cho mỗi con tin được giải thoát. Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra từ ngày 18-19 tháng 11 tại Brazil đã khép lại với một bản tuyên bố chung với các cam kết quan trọng xây dựng các cơ chế chống lách thuế hiệu quả và thúc đẩy việc thu thuế đối với người giàu để đảm bảo tính công bằng, giảm bất bình đẳng và tái phân phối tài nguyên, huy động nguồn tài chính khí hậu từ tất cả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua công nghệ và chuyển đổi số. Trong phát biểu gần đây bên lề hội nghị G20, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã để ngỏ khả năng tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh chiến thắng trong cuộc bầu cử là mục tiêu chung mà ông và Đảng Dân Chủ Xã hội SPD mà ông đang lãnh đạo muốn thành công cùng nhau. Dự kiến Đảng SPD sẽ công bố quyết định chính thức về ứng cử viên Thủ tướng vào cuối tháng này. Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru vừa qua đã nhấn mạnh mong muốn tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ với chính quyền của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ mong muốn sớm có chuyến thăm Hoa Kỳ để gặp Tổng thống đắc cử Trump và duy trì liên lạc chặt chẽ giữa hai chính phủ. Sắc lệnh thành phố trú ẩn được Hội đồng thành phố Los Angeles, bang California của Hoa Kỳ thông qua với 13 phiếu thuận và 0 phiếu chống, cho phép chính quyền địa phương được từ chối lệnh bắt giữ của chính quyền liên bang đối với những người nhập cư không có giấy tờ. Động thái của thành phố đông dân thứ hai tại Hoa Kỳ diễn ra sau khi Tổng thống đắc cử Trump xác nhận sẽ sử dụng quân đội nhằm trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã cùng tỷ phú Elon Musk theo dõi vụ phóng thử nghiệm tàu vũ trụ Starship vào ngày 19 tháng 11 theo giờ địa phương. Tàu Starship được phóng lúc 4 giờ chiều từ bãi phóng của SpaceX tại Texas. Tuy nhiên, tên lửa đẩy Super Heavy sau đó đã bất ngờ rơi xuống vịnh Mexico thay vì trở về đất liền, khiến cho nhiều người không khỏi lo ngại về khả năng thành công của Starship. Hải quân quốc phòng Guatemala đã bắt giữ một tàu chở gần 3.905 gói hàng được cho là ma túy ở phía đông bắc của quốc gia Trung Mỹ này, khi con tàu di chuyển cách bờ biển gần khoảng 20 hải lý. Các gói hàng đã được đưa đến Bộ Tư lệnh Hải quân Caribe để kiểm đếm chi tiết và phân tích thực địa để xác định số lượng ma túy chính xác trong các gói hàng. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa ATACMS của Hoa Kỳ để tấn công tỉnh Bryansk của Nga hôm 19 tháng 11, đúng vào ngày thứ 1000 của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đây là lần đầu tiên mà Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa nhắm vào mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Moscow coi động thái trên của Kiev là một giai đoạn mới của cuộc xung đột mà phương Tây là một bên tham chiến. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng của họ đã bắn hạ 5 trong số 6 tên lửa từ Ukraine bằng hệ thống phòng không S-400 và Pantsir được nhắm vào một cơ sở quân sự của Nga ở tỉnh Bryansk. Các mảnh vỡ của một tên lửa đã rơi trúng cơ sở này, gây ra một đám cháy nhưng đã được dập tắt nhanh chóng, không gây ra thương vong hay thiệt hại nào. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil ngày 19 tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng
cuộc tấn công của Ukraine là dấu hiệu cho thấy phương Tây đang cố gắng leo thang tình hình do Ukraine không thể sử dụng các tên lửa công nghệ cao này nếu không có sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ. Ông Lavrov kêu gọi phương Tây nên xem xét kỹ lưỡng học thuyết hạt nhân sửa đổi của Moscow có hiệu lực từ ngày 19 tháng 11. Tôi hy vọng rằng phương Tây sẽ đọc kỹ học thuyết hạt nhân sửa đổi của Nga và không phải cách họ đọc Hiến chương Liên Hợp Quốc, chỉ nhìn thấy những gì họ cần, mà là học thuyết toàn diện và có tính liên kết với nhau. Các quan chức Ukraine trước đó đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng các tên lửa không xác định nhằm vào kho vũ khí của Nga ở thị trấn Karachev, tỉnh Bryansk vào rạng sáng 19 tháng 11, nơi được cho là lưu trữ đạn dược, bom dẫn đường KAB, tên lửa phòng không. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có thể nghe thấy 12 vụ nổ thứ cấp tại Karachev. Thị trấn này nằm cách biên giới Ukraine hơn 100 km. Trong khi đó, tại cuộc họp báo cùng ngày ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối xác nhận hoặc phủ nhận đã dùng tên lửa ATACMS tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẽ sử dụng tất cả các khả năng tầm xa trong kho vũ khí để chiến đấu. Ukraine có UAV tầm xa do chính chúng tôi sản xuất. Chúng tôi có một tên lửa Neptune và không chỉ có một loại như vậy. Giờ đây chúng tôi có thêm ATACMS và chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những thứ này. Trước đó, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã thăm triển lãm máy bay không người lái ở Kiev. Thủ tướng Đan Mạch công bố gói viện trợ mới trị giá 130 triệu euro cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và tiết lộ Ukraine đang sản xuất nhiều loại máy bay không người lái và tên lửa tầm xa. Việc Hoa Kỳ cùng với Anh và Pháp cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga diễn ra khi chỉ còn 2 tháng nữa là Tổng thống Biden hết nhiệm kỳ, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, người tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong 24 giờ, nhưng không nêu rõ cách thức, có thể sẽ đảo ngược quyết định này ngay khi lên nắm quyền. Liên quan đến việc Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới, trong đó hạ thấp ngưỡng tấn công hạt nhân để đáp trả những cuộc tấn công thông thường có phạm vi rộng hơn. Chính quyền Hoa Kỳ ngày 19 tháng 11 khẳng định không có kế hoạch điều chỉnh thế trận hạt nhân của mình để đáp trả. Trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Mueller cho biết Hoa Kỳ không sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình, kể cả khi Nga đã làm vậy. Washington thừa nhận vô cùng lo ngại về nguy cơ xung đột hạt nhân và vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác châu Âu về vấn đề này. Chúng tôi không ngạc nhiên trước thông báo Nga cập nhật học thuyết hạt nhân của mình. Nga cũng bày tỏ ý định cập nhật học thuyết trong nhiều tuần. Chúng tôi không có lý do gì để điều chỉnh lập trường. Theo sắc lệnh vừa công bố, học thuyết hạt nhân bản cập nhật của Nga sẽ thiết lập khuôn khổ các điều kiện để Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công từ kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Học thuyết này nêu rõ, bất kỳ cuộc tấn công nào của cường quốc phi hạt nhân được cường quốc hạt nhân hỗ trợ đều là cuộc tấn công chung. Bất kỳ cuộc tấn công nào của thành viên NATO cũng được xem là cuộc tấn công của toàn bộ liên minh quân sự này. Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga và các đồng minh. Cũng như trong trường hợp xảy ra hành động xâm lược Liên bang Nga hoặc Cộng hòa Belarus bằng vũ khí thông thường, nếu hành động xâm lược đó tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ. Sau khi công bố các quy tắc đã sửa đổi, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng học thuyết mới trên thực tế trao cho Nga quyền cân nhắc phản ứng hạt nhân đối với việc Kiev sử dụng tên lửa phi hạt nhân do phương Tây cung cấp chống lại các lãnh thổ của Nga. Nhà bình luận chính trị người Anh Anthony Weber nhận định, trong khi Tổng thống Putin đã cố gắng thận trọng trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine để tránh leo thang, thì chính quyền Hoa Kỳ hiện tại dường như đang làm ngược lại. Hoa Kỳ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga là một quyết định rất liều lĩnh và khuyến khích một số chính trị gia liều lĩnh ở châu Âu làm theo. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Yuri Sivitkin tuyên bố rằng Pháp và Anh hiện nên nhận ra rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga bằng vũ khí của họ sẽ ngay lập tức bị Moscow trả đũa. Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Vladimir Bulavin nhấn mạnh Moscow vẫn coi vũ khí hạt nhân chỉ là một công cụ răn đe và coi việc sử dụng chúng chỉ là biện pháp cuối cùng.
Ngày 19 tháng 11, theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt nhân dịp 1.000 ngày kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhiều con số và ý kiến mạnh mẽ đã được đưa ra nhằm thúc đẩy sớm tìm ra giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, xung đột kéo dài 1.000 ngày qua đã khiến hàng chục ngàn người thương vong, hàng triệu người phải di tản và nhiều cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về nguy cơ leo thang khi các nhà máy điện hạt nhân và các địa điểm nhạy cảm trở thành mục tiêu tấn công, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Liên Hợp Quốc trong việc chấm dứt xung đột. Đã đến lúc cần thiết lập lại hòa bình đúng với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các văn phòng đại diện, các công cụ và cả kinh nghiệm của Liên Hợp Quốc để ủng hộ tất cả những nỗ lực có ý nghĩa hướng tới một nền hòa bình toàn diện và lâu dài. Các nước thành viên Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ mối lo ngại về hậu quả địa chính trị và nhân đạo khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, đặc biệt sau vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào khu vực biên giới Bryansk của Nga. Chúng tôi lo ngại trước bất kỳ sự leo thang nào và nhất là khi việc xung đột này tiếp tục kéo dài, chưa nói đến khả năng leo thang thêm. Trong suốt 1.000 ngày qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhiều lần nhóm họp và thông qua ít nhất 6 nghị quyết kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt xung đột và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Hội đồng Bảo an cũng đã thảo luận và giới thiệu nhiều nghị quyết. Tuy nhiên, các nỗ lực này đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Dù quân đội Ukraine đã giành lại một số vùng lãnh thổ trong năm đầu, cuộc xung đột hiện trở thành chuỗi ngày giằng co giữa hai bên trong các chiến hào. Việc Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng đang đặt ra dấu hỏi cho sự đoàn kết của phương Tây, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội đàm phán chấm dứt xung đột. Tổng thống Zelensky gần đây cũng khẳng định Ukraine phải nỗ lực để kết thúc chiến sự vào năm sau thông qua các biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các yêu cầu đàm phán của Ukraine và Nga vẫn rất lớn, ít nhất là trong những tuyên bố công khai. Ukraine ra điều kiện Nga phải rút quân hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và nhận được các đảm bảo an ninh tương tự như NATO. Ngược lại, Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO và rút quân khỏi các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Thưa quý khán giả và các đồng chí, một dự án trị giá 1,4 triệu bảng Anh tại Vương quốc Anh đang phát triển những robot dưới nước tích hợp với trí tuệ nhân tạo AI để nhằm hỗ trợ bảo trì các trang trại gió ngoài khơi. Và các robot này được thiết kế để có phần thích ứng và đưa ra phản ứng với điều kiện biến động và hiện đang được chạy thử nghiệm. Và những thông tin về dự án công nghệ này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chương trình phát triển và thử nghiệm robot dưới nước để bảo trì các trang trại gió ngoài khơi này thuộc khuôn khổ dự án UNI với sự tài trợ từ chính phủ Vương quốc Anh trị giá lên đến 1,4 triệu bảng, tương đương 1,7 triệu đô la Mỹ. Robot tự động sẽ giúp thực hiện các công việc bảo dưỡng trang trại gió ngoài khơi một cách chính xác, ngay cả trong những điều kiện biển động mạnh bằng cách tự động điều hướng xung quanh các công trình, xây dựng các mô hình 3D của cấu trúc trang trại gió để kiểm tra và phát hiện chính xác các bộ phận cần bảo trì, đặc biệt là trong trường hợp có lỗi xảy ra. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của robot này hoạt động như một động cơ tự động lớn, có nhiệm vụ phân tích môi trường để xác định nơi cần di chuyển tiếp theo, nhằm thu thập dữ liệu tốt nhất về môi trường, tự động điều hướng giữa các địa điểm khác nhau và tận dụng môi trường xung quanh nhằm mục đích công việc. Việc kết hợp dữ liệu từ các cảm biến của robot với hình ảnh từ hệ thống camera trí tuệ nhân tạo sẽ đảm bảo robot hoạt động một cách an toàn và tối ưu. Những gì chúng tôi đang phát triển ở đây là một giải pháp robot tự động hoàn toàn, có thể được điều khiển từ bờ với một đội ngũ ít nhân lực hoặc với các tàu có thể tự động triển khai các phương tiện tự động như những chiếc robot này ở quy mô lớn. Hiện tại, Vương quốc Anh có hơn 2.600 tua bin gió ngoài khơi và con số này sẽ tăng lên.